Xin kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang theo dõi chuyên mục Dân tộc và Phát triển của Đài Phát thanh Truyền hình Cao bằng thực hiện. Chương trình như thường lệ sau phần tin về hoạt động công tác dân tộc trên địa bàn tỉnh trong tuần qua sẽ là phóng sự cầm tay chỉ việc hiệu quả từ một đề án. Sau đây là nội dung chi tiết, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Mới đây, đoàn công tác huyện ủy Bảo Lâm đến thăm và làm việc tại xã Quảng Lâm, kiểm tra kết quả công tác 3 tháng đầu năm, và tình hình phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn. 3 tháng đầu năm, thu ngân sách trên địa bàn xã đạt 9,68% kế hoạch bằng 112,19% so với cùng kỳ năm trước. An sinh xã hội được quan tâm chỉ đạo, tình hình an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội cơ bản ổn định. Qua kiểm tra, đoàn công tác đề nghị cấp ủy, chính quyền xã trong thời gian tới cần chủ động tích cực hơn, tiếp tục ra soát, đánh giá các mục tiêu nhiệm vụ còn đạt thấp, xây dựng giải pháp tháo gỡ thực hiện hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch trong năm 2024, chủ động ứng phó, khắc phục hậu quả do thiên tai, báo lũ, nắm tình hình kịp thời, ứng phó dịch bệnh trong đàn vật nuôi, dịch hại hoa màu. Vừa qua, huyện Hòa An tổ chức các phiên giao dịch việc làm tại xã Hùng Việt, Hoàng Tung, Đại Tiến, Đức Long và Nam Tuấn. Tại các phiên giao dịch, người lao động được đại diện các công ty đơn vị tuyển dụng và cơ sở đào tạo nghề thông tin về thị trường lao động, việc làm trong và ngoài tỉnh đưa người lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng, các chương trình chế độ khi tham gia đào tạo nghề nông thôn. Các phiên giao dịch thu hút gần 600 người lao động đến tham dự. Cũng tại các phiên giao dịch, Trung tâm văn hóa và truyền thông huyện và đội thông tin lưu động đoàn nghệ thuật tỉnh đã biểu diễn các tiết mục văn nghệ bằng hình thức ca hát múa, tiểu phẩm mang chủ đề xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, nhằm tuyên truyền các chế độ chính sách của Đảng và nhà nước, đồng thời giúp người lao động được tiếp cận các chính sách, thông tin tuyển sinh cũng như các việc làm phù hợp để đăng ký đi học nghề, làm việc tại các doanh nghiệp trong và ngoài nước đem lại thu nhập ổn định, góp phần giảm nghèo bền vững. Huyện Hà Quảng vừa tổ chức hoạt động ngoại khóa, hội thi tìm hiểu về luật hôn nhân và gia đình, kiến thức về tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống năm học 2023-2024 theo hình thức thi dung chuông vàng tại các trường, tiểu học và trung học cơ sở, thị trấn Đồng Nông, Lương Can, Trường Trung học cơ sở Lê Quảng Ba, trường phổ thông dân tộc bán trú xã Thượng Thôn. Tham gia cuộc thi, các em học sinh thuộc khối lớp 6, 7, 8, 9 của các trường đã trả lời 20 câu hỏi về tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống, chính sách, pháp luật liên quan đến hôn nhân và gia đình, các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Các quy định của pháp luật, hậu quả tác hại và những hệ lụy do tảo hôn Hôn nhân cận huyết thống. Thông qua hoạt động ngoại khóa, giúp các em học sinh tại các trường trung học cơ sở có thêm kiến thức, hiểu và thực hiện đúng luật hôn nhân và gia đình, có kỹ năng tự bảo vệ mình, trở thành những tuyên truyền viên tích cực nhằm ngăn chặn nạn tảo hôn, hôn nhân cận huyết trong cộng đồng. Ủy ban nhân dân xã Tiên Thành, huyện Quảng Hòa vừa tổ chức lễ hội Nàng Hai, cầu cho một năm mùa màng bội thu, gia đình hạnh phúc. Lễ hội Nàng Hai đã được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia lễ hội được tổ chức với ý nghĩa là một tục lệ cầu mùa đón nàng trăng xuống trần gian cùng với nhân dân địa phương múa hát vừa để tưởng nhớ nàng công chúa tiên giao của nhà mạc vừa mời các nàng hai con gái của mẹ trăng xuống trần thăm thú ruộng đồng nhà cửa cuộc sống hàng ngày và giúp bà con trong công việc làm ăn sinh sống phù hộ cho nhân gian mưa thuận gió hòa mùa màng bội thu cuộc sống ấm no hạnh phúc tại lễ hội bên cạnh việc được thưởng thức điệu múa nàng hai du khách còn đường tham gia các trò chơi dân gian giao lưu bóng chuyển hơi. Lễ hội nhằm tuyên truyền, quảng bá nét đẹp văn hóa truyền thống, bản sắc dân tộc địa phương, không chỉ góp phần bảo tồn giá trị văn hóa truyền thống, mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc mà gắn kết cộng đồng, cổ vũ, tạo không khí vui tươi phấn khởi trong nhân dân hăng hái thi đua lao động sản xuất. Thưa quý vị và các bạn, để giúp người dân tiếp cận và ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật, nâng cao hiệu quả sản xuất, thời gian qua, ban dân tộc tỉnh đã tổ chức thành công các lớp tập huấn ngay tại hiện trường đem lại những hiệu quả rất thiết thực. Việc đổi mới theo hướng cầm tay chỉ việc đã giúp cho nông dân vùng cao có thể vận dụng ngay thực tiễn tại địa phương. Đã quen với công việc đồng áng, nhưng đây là lần đầu tiên chị Nông Thị Yên và một số nông dân ở xã Phúc Sen cầm vào chiếc bay xây. Dù vậy, chỉ sau một buổi đường thầy giáo hướng dẫn, vừa học lý thuyết, vừa bắt tay vào thực hành, chị Yên và các thành viên khác của lớp tập huấn đã có thể làm thuần thục và bắt tay vào làm sản phẩm lớp học được uh, thực hành được uh, thực được học tự lý thuyết và thực hành như thế là là thực tế và làm hiểu biết là thực hành đến đâu là hiểu đến đấy có ừ, là uh, uh, lấy để sau này sấy uh, ngô thế này thì thì lợi ích cho dân và giúp uh, giảm thiểu thời gian và um, dế ở gần nhà thế này khỏi phải đi xa làm trên xe xa phơi thì giúp cho người dân thì giúp uh, thời gian bớt thời gian đi ra ngoài sân để mà phơi có cái lò này đối uh, với, với nhân dân của xã Phúc Sen thì tiện lợi về khô uh, không thối này uh, chất lượng nó cao uh, còn giúp uh, hiệu quả nó nâng cao được nhiều hơn không thối nó được nhiều hơn tập huấn là cách tiếp cận người nông dân gần nhất để chuyển giao tiến bộ khoa học đến với bà con nông dân có rất nhiều phương pháp tập huấn mỗi phương pháp đều có những ưu nhược điểm khác nhau muốn được nhiều nông dân nhiệt tình hưởng ứng thì cần phải thay đổi cách làm và áp dụng nhiều phương pháp tập huấn khác nhau với hình thức học đi đôi với hành các học viên mắt được thấy tai được nghe tay được thực hành Việc tập huấn cầm tay chỉ việc như này thay cho phương pháp thuyết trình tạo cho không khí buổi tập huấn hấp dẫn, thu hút được người học hơn. Đo cứ là nó sẽ bị như, như bên này này, chị. đấy, chị đánh nguyên đây này, đấy, ra đấy, đây này, đấy, mình ra phần còn cái chỗ của em ấy, Bây giờ em đặt cho anh một viên gạch không rồi đấy, để tí nữa là cái lỗ để mà xem ngô, không để xây quên đi đấy. Ở đâu ở đâu? Ở đây. đây đây đây. Giữa đây. Đấy, đây, cái này này để nó xem ngô này. Xây từ đấy xây đi. Sau này ấy, mình xem ngô trong khi mình xấy. Mình xấy ngô ấy. Thì là mình rút cái lỗ này ra mình xem ngô mình đã được bao nhiêu phần trăm. Đấy, thì bắt đầu mình mới ủ cái lò lại. Viết hết các sáu cái lỗ này mới cái cửa cả cái trên miệng trên nữa là mình phải lấy cái chăn mình phủ kín đi rồi mình úp lại thì ngô của mình nó mới mới, mới đạt được đấy vậy này em cứ đặt cái bên này vào đây em cứ không có tí nó quên thì mãi mãi xây nó vít luôn thì sau này phải được ra đấy nắm bắt được nhu cầu của người học giúp học viên dễ hiểu dễ tiếp thu kiến thức nên nội dung các lớp học nghề được biên soạn ngắn gọn, dễ hiểu, gần gũi với bà con, đảm bảo sau khi học xong có thể áp dụng vào sản xuất tại địa phương. Trên thực tế mà là học trên lý thuyết thì nói chung là à, về cái cái lý thuyết thì chỉ là trên sách vở thôi, còn thực tế là xuống cái công trình là, là cầm tay chỉ việc là những cái nông dân ấy thì cũng vừa nãy cũng vừa thực hành một lúc thôi thì đã các chị ông đã làm được. Phúc Sen là địa phương có diện tích nông nghiệp lớn, người dân cần cù, chịu khó và thổ nhưỡng tốt, nên năng suất các loại cây trồng đều đạt cao. Đây cũng là vựa ngô sắn lớn của huyện Quảng Hòa. Tuy nhiên vào vụ thu hoạch thu đông, thời tiết thường mưa kéo dài, ảnh hưởng đến việc phơi và bảo quản nông sản. Việc xây dựng các lò sấy nông sản thật sự rất phù hợp với nhu cầu người dân có lớp học để tập huấn cho các bà con xóm làng và để đầu tư xây những cái lò sấy ngô này là đó rất hữu ích về cái nông dân và sản xuất nông ngô để chế biến những cái nông sản nó khô đi còn không riêng là cái ngô nó nhiều cây khác rất phải nói là cái chương trình này nó giúp người dân để cải thiện được cái bảo quản của những nông sản được biết đây là lớp học thứ 10 do Ban Dân tộc tỉnh tổ chức. Lớp học gồm 35 học viên là nông dân trên địa bàn xã Phúc Sen, đào tạo tập huấn cho cán bộ cơ sở và cộng đồng nằm trong tiểu dự án 4, dự án 5 thuộc chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030. Theo đó năm 2024, Ban Dân tộc sẽ tổ chức thực hiện 27 lớp trên 10 huyện với tổng nguồn vốn 31 tỷ đồng. Ngoài lò sấy nông sản, các lớp tập huấn còn hướng dẫn 15 chuyên đề khác như nuôi cá lồng, kỹ thuật chăn nuôi. Theo phương thức cầm tay chỉ việc, mỗi lớp học tại những địa điểm khác nhau sẽ lựa chọn một chuyên đề phù hợp với địa phương mình. Đối với những lớp tập huấn như này thì đối với chuyên đề bản sáng Phúc Sen thì trong những năm gần đây thì đặc biệt là Phúc Sen là một xã mà diện tích trùng ngô sắn rất là nhiều còn uh, sau khi uh, uh, thực hiện được cái kế hoạch uh, của ban dân tộc tỉnh đầu tư cho xã hai cái lò đốt rác như này là rất là hữu ích đặc biệt là giải quyết được những cái nông sản cái nỗi lo chăn trở nhất của xã là cái nông sản sau thu hoạch đặc biệt là cái vụ ngô ruộng hàng năm lên lên nhà ấy rất là nhiều và vụ ấy là đợi, trời mưa rất là nhiều và cái nông sản hỏng rất là nhiều thì đặc biệt là cái sau khi có cái lớp học này ấy, thì uh, thứ nhất là sẽ giải quyết được các học viên được tham gia sau cái lớp học này thì bà con thì sẽ chủ động xây cho gia đình mình và hướng dẫn cho bà con trong xóm làng mình hy vọng những cái lớp tập huấn này thì sẽ đem lại rất là hữu ích cho bà con trong thời gian sắp tới. Tổ chức các lớp đào tạo nghề theo hình thức vừa học vừa làm đang được huyện Ban dân tộc tỉnh phối hợp với các địa phương triển khai tại các huyện. Đây là cách để người lao động địa phương dễ tiếp cận, áp dụng vào thực tiễn. Góp phần nâng cao thu nhập, vươn lên thoát nghèo bền vững. Thưa quý vị và các bạn, những thông tin vừa rồi đã khép lại chuyên mục dân tộc và phát triển tuần này của chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong chuyên mục tiếp theo.